Việt Nam hoàn thiện công nghệ sản xuất hạt lửa K51SK. Từ năm 2015, nhà máy Z121 đã triển khai và hoàn thành 85 đề tài khoa học công nghệ, trong đó có hoàn thiện công nghệ sản xuất hạt lửa K51SK. Theo Quân đội Nhân dân, trong giai đoạn 2020 đến nay, nhà máy Z121 đã triển khai hàng chục đề tài khoa học công nghệ các cấp, dự án chương trình hợp lý hóa sản xuất, 32 công trình cơ khí hóa, tự động hóa và 1.429 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhà máy còn phối hợp với các viện nghiên cứu, chế thử thành công nhiều sản phẩm thuộc các đề tài có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội. Nổi bật trong công tác khoa học công nghệ của nhà máy là tập trung thực hiện các đề tài nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề kỹ thuật phức tạp, vướng mắc kéo dài trong nhiều năm. Nhiều sáng kiến giá trị cao đưa vào áp dụng hiệu quả như nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất hạt lửa K51SK, nghiên cứu sấy các loại hạt lửa ướt bằng phương pháp sấy hồng ngoại, hoàn thiện công nghệ sản xuất ống nổ tia lửa điện để nâng cao chất lượng sản phẩm, khắc phục hiện tượng suy giảm điện ống nổ tia lửa điện, ổn định chất lượng, giảm tỷ lệ hỏng sản phẩm, nghiên cứu nâng cao chất lượng các loại liều vạch đường đạn O9G, B41M. Được biết, O9G là loại đạn nổ phá mảnh được sử dụng để tiêu diệt binh lực, sinh lực địch, tiêu diệt các ổ hỏa lực của đối phương trên tầm bắn đến 1.000m và tiêu diệt địch co cụm trên khoảng cách đến 4.500m. Đạn phóng lựu nổ phá OG9 có cấu tạo và vỏ đạn làm từ gang dẻo, phía trong có thuốc nổ phá khối lượng 735g, loại TNT và bộ phận ổn định quỹ đạo đường đạn. Ống thuốc phóng được khoan hàng lỗ thoát khí vuông góc với nhau và có 8 cạnh cánh cố định nổi lên. Trên cánh các đường cắt xiên để đạn quay quanh trục khi bay trong không khí. Đuôi ống phóng có bộ mấu kết nối với liều phóng và vạch đường. Ngòi nổ phá OG9 bao gồm có vỏ đầu nổ hình côn với kíp nổ, bộ phận khởi động đầu nổ tầm xa, chạm nổ và kích nổ xuyên chéo. Bộ phận cơ chế quán tính được sử dụng để kích hoạt đầu nổ, sẵn sàng chiến đấu trong khoảng cách 2,5 đến 18m, tính từ mặt cắt của nòng súng, và có vòi ngòi nổ với các rãnh cắt chuyên dụng, lò xo của vỏ đạn, bi khóa và 4 viên bi khóa an toàn. Các rãnh cắt trên thành của vỏ ngòi nổ có hình dạng zigzag, xuyên thấu qua và đường thẳng. Bộ phận kim hỏa được sử dụng để kim hỏa đập vào hạt lửa của kíp nổ khi va chạm với vật cản và có tác dụng hoạt động tức thì, quán tính. Bộ phận kim hỏa bao gồm có nắp dầu kim hỏa, quả trọng lực với chốt khóa ngang và rãnh, kim hỏa, vỏ kim hỏa và lò xo hình côn. Bộ phận quán tính bao gồm có bạc đệm, ống chứa kíp nổ và đệm bảo vệ. Bộ phận kích nổ xuyên chéo là bộ phận dùng để kích nổ đạn khi gặp vật cản với góc chéo va chạm lớn hơn 8 độ. Bộ phận bao gồm có ống định hướng hình côn kết nối với ống chứa kíp nổ, vòng xuyến định hướng hình côn và thuốc nổ mồi. Để cho bạc quán tính không chuyển động, vòng xuyến được giữ bằng lò xo nén và cạnh của ống chứa kim hỏa. Việc Việt Nam tự chủ trong việc sản xuất đạn OG9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội, không bị phụ thuộc vào nguồn cung cấp bên ngoài. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.